Alo, alo, hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với kênh MVP. Ngày hôm nay mình sẽ chơi vị thức thần, đó là Inugami đi đường top. Và đây là bảng ngọc cho vị thức thần. Mình đánh giá vị thức thần này mới đi đường top, không ngán một đứa nào, nó chém sát thương chuẩn, nó cực kỳ ghê luôn. Thì bảng ngọc chúng ta sẽ lên theo kiểu như là dạng tanh luôn, hai viên tăng sát thương, hai viên máu, hai viên giáp, viên ở giữa dồn sát thương, viên ở trên là hút máu nhiều thì dư ra một chút máu. Tiếp theo là viên ở cuối thì máu trên 70% sẽ tăng thêm sát thương. Đấy, đối đầu với mình là ấy, cũng là chó con này, con cáo này. Mày mình gọi là được các thanh niên hay là đi kiểu như là AD đi đường tốt là cực kỳ là không thích luôn, phải tra tấn nó luôn. Ui ôi, tay nó sàn, nó đánh nó đau quá anh em ơi. Ui ra đây ấy, thì kinh nghiệm của mình là hầu như là những cái con mà rừng ấy nó đi đường tốt ấy thì nó sẽ farm bên kia, xem nó mình nhà check vội xem nó có farm ở kia không, giật mạng lại một chút. Thì sau đó mình nhà check, mình biết ở đây nếu mà mình mở lộ mặt ra là nói đấy, nó ra nó ganh đấy, anh em cứ từ từ mình tính. Thì tại sao nhiều bạn lên cái hai viên tăng tốc độ đánh đấy, thì mình, nhưng mà mình lại lên hai viên tăng sát thương. Tại vì sao? Cái con Inugami này, từ mẹ mày ra đấy, tao chém cho bay đầu luôn, nó không dám lên cao đâu. Bản thân mình kiểu như là mình thích kiểu như là đẩy lính nhanh ấy, mình farm rồi. Ôi, mình biết là rừng mình đến nhưng mà không ăn thua thật các bạn ạ, tay nó đau quá, đau thế. Đây là những cái cấp độ đầu bị nó đi đàn áp đấy. Bây giờ mình sẽ lên đây chặn lính đấy. Các bạn thấy mình đi top hầu như là những con vị thức thần nào mình đi top mình gọi là chặn lính, xong mình đi farm rừng gọi là te tu luôn. Thì hôm nay mình sẽ chơi là tăng hai viên, dùng hai cái trang bị gọi là hút máu luôn cho vị thức thần này luôn. Anh em không cần phải về luôn, đẩy lính nhanh cho nó đi đâu, anh em đi đến rừng anh em chơi hay là bây giờ được những anh em ganh này, tùy anh em, rất là thích luôn. Thì vị thức thần Inugami này thì là thuộc loại là độ khó của nó là rất khó nha, mình xin thông báo rất khó. Sát thương thuộc loại A, nhanh nhẹn B, khống chế B là sinh tồn thuộc loại C, nói chung là bình thường thôi. Hồi xưa nó mạnh lắm nhưng bây giờ nó đỡ rồi. Thì nội tại của nó thì là tâm kiếm, khi dùng một chiêu thức ấy thì ban đòn đánh tiếp theo thì sẽ gọi là tăng khả năng thêm này, tăng kiểu như đánh lan rộng hơn này, rồi đi ganh dùng chiêu cuối này đập luôn, chém luôn, giết luôn. Úi xui ui, 200 vàng hay không, ngon quá, ngon tuyệt vời ấy. Hôm nay là mình dùng skin lạc anh chi tiết luôn nhá, chém chứ đã này. Được trang bị. Các bạn thấy không, chữ khác biệt giữa Inugami đi top và cầm trạ thủ đi top chưa luôn. Chỉ có ôm trụ farm thôi, thì đi top để làm gì? Đi top người ta để đi đẩy lính này, sau đó người ta đi ra đường giữa để hỗ trợ này, xong người ta đi cướp rừng đối phương, thế mới gọi là đi top chứ. Còn nhiều bạn là đi ấy, nhiều anh em còn bị ăn AD của nó, đi top cho AD nó bắt nạt. Không bao giờ có chuyện đấy luôn nhá. Đấy, Samurai và sát thủ nó đi top nó khác biệt. À, thằng rừng nó đang ăn rừng, mình chạy vào đây mình đánh. Đi bật chiêu cuối lên, mày vào đấy, chạy không? Chạy mất giáp ngay. Chạy thôi, ra bắt nạt rừng thôi, gọi là mày á, mình kiểu như là tao đấy, tao không sợ mày đâu, mày ra đây ganh tao đập chết luôn đấy. Rồi chém phát nào là hồi máu, gọi là phát. Em xin lỗi, em đã làm anh bối rối. Rồi thanh niên kia là đến ganh nhưng mà chắc là không ganh được đâu. Thôi rồi, mất nội tại, ủi hay thế, thanh niên đi rừng bên mình hay thế. Rồi lùi, tí nữa mình băng trụ các bạn ạ, mình tính rồi, tí nữa mình chuẩn bị hồi chiêu cuối và mình sẽ hồi cái gọi là gì nhỉ, thiếu đốt đấy. Nào mày ra đây, từ anh em ạ. Ui các bạn, mất 51 máu. Thì cái trang bị đầu tiên này chúng ta lại để lính nhanh hơn này, hút máu nhiều hơn này đấy. Tiếp theo là cái trang bị tiếp theo là giày này nhá. Giày thì từ trận, nhưng trận này thì đi với Canco nên là mình sẽ lên cái giày này. Tiếp theo là cái song kiếm, thì là khi chém đối phương sẽ bị làm chậm này. Tiếp theo lại còn giảm sát thương này. Rồi băng trụ đội, băng trụ 1 2 3. Không chết anh ạ. Mày xong rồi, xác định rồi, mất cái trụ này rồi, 3-0 rồi đấy. Này chó chém rất là sướng luôn. Thì mình lên cái hai viên tăng sát thương ấy thì ui, nào mày rên la với ai, mày rên la với ai, được rồi
Nó chạy được, lùi, ta lại lùi về. Thì lên cái hai viên ngọc tăng sát thương ấy, thì nội tại của con chó này, khi mà chúng ta mà càng nhiều sát thương ấy, thì đánh vào đánh sát thương chuẩn nó càng cao ấy. Nên là chúng ta nên là lên theo kiểu như là tăng sát thương nhá. Đấy, nội tại của nó này. Khi mà dùng kỹ năng thì 3 lần đánh thường tiếp theo thì sẽ tăng tốc đánh này. Đấy, thì sẽ là tăng tỷ lệ hồi phục nhá. Thì là tăng sát thương tối đa nữa. Đấy, tức là bị động là khi mà đánh thường thì nó sẽ gây thêm sát thương nhá. Đấy, cộng với 22,5% tấn công. Đấy, có nghĩa là chúng ta cứ nhiều sát thương thì chúng ta sẽ đánh càng đau. Và khi mà đứa nào tranh nhất ở bên kia nó sẽ hình con chó trên đầu thì nó sẽ tăng thêm 50%, gấp nửa nữa sát thương chuẩn nữa. Đấy, nội tại, đấy là nội tại. Còn chiêu đầu tiên của con này là chém một cái kia được kiếm về phía trước, làm cho đối phương giảm tốc 40%. Và kích hoạt nội tại tiếp theo là cái lăng phong là chó phi về phía trước. Mày á, chó phi về phía trước này, nói chung giảm hiệu ứng khống chế và gây công, và nói chung là nó rất là tốt đấy. Thì nó sẽ né được những cái khống chế của đối phương ấy, nếu anh em vẫn dùng. Nên là tại sao vị thức thần này nó là thuộc vậy, vậy độ khó là nó như thế. Và cuối cùng là nội tại thì đưa vào cái nội tại trong vòng 8 giây thì bản thân tăng tốc độ chạy và kích hoạt cái nội tại chém lan nữa. Đấy, thì là con này thì anh em chủ yếu luyện nhiều thì mới lại phải dình xem là đối phương như thế nào đã, hiểu không? Kiểu như là anh đối phương có hết hiệu ứng chưa thì nó thuộc loại độ khó là như thế. Cứ lao vào đối phương kiểu mình là vô địch thì con này nó bốc hơi nhanh lắm. Đấy, sau khi đẩy tốt nhanh thì mình sẽ đi đường giữa ấy này, anh em này, ra đường giữa này đẩy lính hộ, gây áp lực cho đối phương này. Nói chung là đi top thì mình sẽ kiểm soát cả đường rừng này, đường giữa và đường trên. Đấy, đi top hầu như là mình giữ được cái trụ sạch luôn. Còn đối phương với căn cô chỉ có ôm trụ thôi. Nếu mà ôm trụ top như thế này thì gọi là vô dụng rồi, còn đánh đấm gì nữa. Đấy, thì cái đồ hút máu là cái đồ thứ tư của mình này, kiếm hút máu này. Sau khi hỗ trợ hoặc tiêu diệt của đối phương thì sẽ tăng thêm máu hồi lại này. Đấy, cái mặt nạ thì tăng thêm sát thương này, tăng máu này. Và khi mà máu thấp ý thì nó sẽ có một lớp giáp nữa, rất là tốt. Nên là anh em lên cái mặt nạ này mới rất là hợp cho vị thực thần này. Và trang bị cuối cùng là tăng thêm hiệu quả hút máu, có nghĩa là anh em hút được 100 máu thì nó sẽ tăng thêm 30 điểm hút máu nữa, ví dụ như thế. Rất là tốt luôn, vừa có giáp vừa có kháng phép luôn. Rồi, đây ra đây, ui xuồng giờ chém một phát là 130. Vẫn là liếm được con mùa kia. Rồi anh em cái đấy, chém ô đô luôn. 133 chém ô đô 133 sát thương chuẩn nha, cực kỳ nhanh luôn anh em này. AD làm gì có tuổi chém nhanh bằng y nữ Gami. Trời ơi, sướng quá, tê quá, phê quá. Đây rồi anh em, giết con Thảo này. Mày búp á này. Mày tốc biến á, tốc biến hộ cái á. Con hạc bà phát bay con kia, con dên la thấy sợ quá, dên lên rồi và la liếm rồi chạy đi rồi. Rồi tốt lên đường tốt. Mày làm gì ấy xà, chỉ được cái rỉa máu thôi ra. Vỗ trong mấy cái thì lại tuyết bông ra lại chạy. Rồi mình sẽ không bao giờ để cho chúng nó động vào cái trụ tốt của mình. Ở phía dưới lại đánh nhau rồi. Đi vòng ra đây. Lại chết rồi. Nào bắt đầu đi lùa nào. Vẫn chưa cúi lên. Lùa. Đây rồi. Thanh niên can go đây rồi. Chạy hộ cái. Chạy hộ cái. Thanh niên kia gai được. Để tháo đây rồi. Hello. Chạy hộ cái. Ui giời ơi. Giết được hơn 100 vàng này. 1, 2, 3. Ui chém trụ phê lắm anh em ạ. Đâu rồi? Đây rồi. Nhà này chặn đường anh em. Ra đây chặn đường. Ui. Em xin lỗi. Đây rồi. Đây. 1, 2, 3 này. Đứa nào nữa đâu rồi. Ui. Triple kill lúc nào này. Nhanh quá. 10-0-1 rồi. Chó đi đường tốt sướng thế. Đấy. Và cuối cùng là nếu mà chúng ta mà mắc hỏi chúng ta có thể lên cái búa nhá. Đồ cái búa để giảm gọi là hiệu ứng, các hiệu ứng của đối phương ấy.
dám khỏe quá. Rồi đây, bật chiêu cuối lên, chiêu cuối hồi nhanh lắm. Lùa cáo. Cáo này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thiên hạ vô song, ý, phắn ngay. Hay quá. Chém xong ba cái trụ rồi. Cực kỳ khỏe luôn anh ạ. Này, 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 thích thì mang cân cô lên top thường là cầm AD là khỏe. Không bao giờ có chuyện này vớ được phải cao thủ rồi. Quá nhỏ cho bạn. Bây giờ mình sẽ đi farm hết rừng nhá, đối phương và để mắc đồ cho anh em thấy độ bá của con chó này như thế nào nhá. Anh em có thể luyện nhá, nhưng mà độ khó của nó rất khó đấy. Rất khó đấy. Bà Ngọc anh em, mình nói thật luôn. Mình chơi này nhá, mình không phải là mình lên đánh thường này rồi mình bắn hạt các bạn đâu, mà bản thân mình giờ lên đại, danh đại âm dương sư thì mình không thể test được các tướng nick của mình ấy. Rồi mình lùa đã. Đập này, này mày, mày đi rừng à? Rồi phú độ đôi. Hắc độ anh em. Hắc độ đây rồi. À, tốc biến á. Mày tốc biến á. Chạy đi này. Đây ơi. Double kill rồi. Đây, chặn được. Thảo à, mày búp á. Búp đi, búp. Nào, thằng này tránh nha. Ui, này nè mày giết người. Rồi, Gizela đâu ạ? À, nó đồng kia. Đuổi, đừng, con kia đừng đánh nha. Bye, rồi. Chiến thắng rồi. Cái video của mình đến đây là kết thúc nha. Xin chào và gặp lại, bye bye. Ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.